Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine 8 bộ hệ thống tên lửa cơ động cao HIMARS để tăng cường hỏa lực tầm xa của quân đội Ukraine. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine trước đó đã đăng lên Twitter những hình ảnh về hệ thống HIMARS hoạt động ở miền nam Ukraine, nhấn mạnh rằng HIMARS đẹp, nhanh và chính xác. Trong đoạn video do Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine công bố, có thể thấy HIMARS đã bắn nhiều quả rocket vào một mục tiêu ở một khu vực ở Zaporizhia sau khi lái xe băng qua đường. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cũng ca ngợi tên lửa HIMARS là đẹp, nhanh và chính xác. Sau khi HIMARS đến Ukraine vào cuối tháng 6, nó ngay lập tức thể hiện sức mạnh trên chiến trường miền đông của Ukraine. Tại Izium, Kharkiv, Oblast, Hai sở chỉ huy của Nga đã bị phá hủy bởi tên lửa dẫn đường chính xác của hệ thống HIMARS. Điều này được xác nhận bởi sở chỉ huy tập đoàn quân 20 của Nga gần Izium.